cái sập gần 600 củ đấy các bác nhá, làm mộng hét hai mang thì các bác thấy nó vất vả như nào. Vâng, xin chào tất cả các bác. Và cái sập gần 600 củ đấy các bác nhá, làm mộng hét hai mang thì các bác thấy nó vất vả như nào. Đây để em quay cho các bác xem, riêng cái phần vào mộng nó đã vất gấp 10 lần cái phần tháo mộng rồi. Nhưng mà bây giờ nhà em tháo cái mộng này ra để đi đục các bác nhá, thì làm mộng trước như này thì nó mới đảm bảo được cái tiêu chuẩn hàng siêu đẳng cấp, là phải làm mộng trước đục sau thì đến lúc đục vào nó mới đẹp và nó mới khớp. Còn nếu các bác nào mà mua cái hàng chợ thường thì người ta sẽ là đục trước và mộng sau. Và đặc biệt đây các bác, cái mộng hét hai mang như này thì nó sẽ cực kỳ chặt. Đây các bác có thể thấy đây, ở đây là phải thiết kế hẳn cả cái cẩu, thiết kế hẳn cả cái cẩu để cẩu thì mới có thể ra được cái mộng như này. Thì các bác hãy theo dõi cơ sở nhà em làm kéo cái mộng này nó ra, nó vất vả như nào các bác nhá. Đấy, đây các bác thấy nó cực kỳ chắc đấy. Cái mộng này là phải kéo, hét hai mang là phải kéo lên cho bắt đầu mới gõ ra, bắt đầu mới giã ra được các bác nhá. Rất tốn công, rất tốn sức. Nói thật với các bác là những người thợ mà thợ loan tay nghề đời mới, cái đây mới ra nghề khoảng độ 7 năm. Nói thật các bác nhìn cái sập này mà yêu cầu làm mộng làm mạng như này, nói thật với các bác luôn là xin bê luôn từ vòng gửi xe nha các bác nhá. Đấy, nó không phải đơn giản. Thợ phải cực kỳ lâu năm và phải cực kỳ tâm huyết. Đây đặc biệt đây các bác ở đây, như anh Sinh anh đang làm đây là một trong những cái người thợ đẳng cấp nhất, và những cái mẫu mã đẳng cấp nhất trên thị trường là đều do anh làm ra hết các bác nhá. Và mẫu mã nhà em là giao hết cho anh. Đấy các bác nhìn mộng tất cả đều phải là gõ ngược lại kéo lên. Nên là các bác yên tâm là khi dùng ấy, thì lúc nào càng dùng thì bản chất là lực hút của trái đất thì nó càng chặt các bác nhá, nó càng hạ xuống, nó càng chặt. Đấy, không phải đơn giản mà tự nhiên mà nó làm được cái mộng này. Đây phải đỡ 3-4 người mới đỡ được cái xà hậu này các bác nhá. 3-4 người mới lưng được cái xà hậu ấy lên nhá các bác nhá. Đấy. Đấy các bác thấy, các bác thấy bỏ 600 củ ra mua cái sập này là có xứng đáng không? Các bác cho em cái comment phía dưới nhá. Đấy, đặc biệt là các bác nào yêu thích hàng đẳng cấp, hàng đẹp, các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái video mới nhất về cái siêu phẩm để đời như này. Nói thật các bác, rất nhiều người đi làm nghề gần 3 đến 40 năm cuộc đời nhưng mà chưa bao giờ có cơ hội để được chiêm ngưỡng và nhìn được những cái sản phẩm đẳng cấp như này. Và cái sản phẩm đẳng cấp như này các bác nhá, nó phải hội tụ đủ rất nhiều yếu tố. Một là người đặt hàng dám bỏ tiền. Thứ hai là người chủ dám đầu tư tiền công, tiền gỗ cực kỳ đẹp để làm. Và thứ ba nữa là phải kiếm được đội ngũ thợ cực kỳ tinh nhuệ và đẳng cấp. Đấy, hàng đầu Việt Nam. Đấy, các bác phải hiểu là làm một sản phẩm đẹp và đồ gỗ mỹ nghệ nó vất vả như nào các bác nhá. Nó không giống như các cái sản phẩm mà nhựa sắt trên thị trường nó dựa vào máy móc. Đấy, và công nghệ. Nhưng mà đây là 100% thủ công mỹ nghệ. Nó dựa theo kinh nghiệm, trải nghiệm và quá trình làm nghề rất lâu năm. Đấy, phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt các bác nhá. Các bác mộng hét hai mang này, khi mình kéo lên này, gõ ra, đấy các bác nhìn này, gõ nó còn méo hết cả gỗ luôn các bác nhá. Đấy, các bác biết là nó, em còn chưa hình dung được là khi lắp vào nhà khách. Đấy các bác nhìn này, cái mộng đây, cái mộng hét hai mang này các bác nhìn này. Đấy, bình thường người ta chỉ làm cái mộng hét một mang này thôi, cơ sở nhà em làm hẳn hai mang để cho đảm bảo là nó không bị vênh. Bình thường làm một mang thì nó có thể là ở trên nó im, ở dưới nó vênh, nhưng đây làm hai mang luôn các bác nhá, để cho nó không bị vênh, nó im. Đây cho các bác ngắm cái mộng này. Cái mộng này nó rộng tận là 10 phân, dày 6 phân đấy. Và chiều rộng tận là 30 phân cái mộng. Nó cực kỳ đẹp và chắc chắn. Đấy các bác nhìn này, làm rất kỹ nhá các bác nhá. Đây cái mộng bên này nó tương tự như thế. Các bác biết là cái dạ yến 15 phân đục liền sâu xuống tận 13 phân. Thì nói thật với các bác, cái Việt Nam mình khẳng định với các bác là không có luôn, chấm hết luôn nhá. Đấy, rất đẹp như này. Cái mộng như này mà cái độ tinh tế mà để làm ngang các bác nhá, để giữ nguyên được cái phần chân như này để đục cây bong, thì nói thật với các bác là cực kỳ là tinh tế và cực kỳ kinh nghiệm mới có thể làm được các bác nhá. Cái dạ yếm này các bác nhìn này, xỉ 4 mặt, xỉ 6 mặt luôn các bác nhá. Cái dạ yếm xỉ 6 mặt làm mộng hét hai mặt này các bác thấy rất là to này các bác nhìn này. Đấy, riêng cái phần bào với làm mặt này thôi nó cũng đã là mất rất nhiều thời gian rồi. Đây gỗ xỉ đét này. Đấy, các bác nhìn này, gỗ xỉ đét này, mộng đây. Đấy, cho các bác kiểm tra cái lỗ mộng này. Cái lỗ mộng này mà một người thợ cứng đục cũng phải mất một nghè các bác nhá. Một nghè mới đục được cái lỗ mộng này. Mà đục như này mà còn phải nhâng cái to đùng này lên để mà dạo các bác ạ. Thì các bác biết là vất vả như nào. Nhấc lên đặt xuống. Đấy các bác nào mà
yêu thích hàng đẹp và thấy cái sản phẩm này nó ok thì các bác cho em một cái bình luận đánh giá phía dưới nhá. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào.